đổi lớn. Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị những quy định về tổ chức của Hội đồng Nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Căn cứ quy định của luật số 47/2019/QH-14 thì tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, số lượng cấp phó và cơ cấu của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Cụ thể như sau. Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, luật tổ chức chính quyền địa phương quy định tỉnh miền núi vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống, được bầu 50 đại biểu, có trên 500.000 dân thì cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 75 đại biểu, giảm 10 đại biểu, tỉnh không thuộc trường hợp nêu trên. Có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 70.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu, giảm 10 đại biểu. Thành phố trực thuộc Trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 60.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu, giảm 10 đại biểu. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu, giảm 10 đại biểu. Về cơ cấu Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Như vậy, trong cơ cấu của Hội đồng Nhân dân tỉnh không có chức danh Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân. Về số lượng cấp phó, trường hợp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách thì có một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động không chuyên trách thì có hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Căn cứ quy định của luật số 47/2019 Quốc hội khóa 14 thì tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 theo hướng giảm số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu và giảm một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Cụ thể như sau. Huyện miền núi vùng cao hải đảo có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 40.000 dân thì cứ thêm 7.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Huyện không thuộc trường hợp nêu trên, thị xã có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 80.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có từ 100.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 100.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Căn cứ quy định của luật số 47/2019/QH-14 thì tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 cũng có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021 về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu và cơ cấu Thường trực Hội đồng Nhân dân. Cụ thể như sau, xã thị trấn miền núi vùng cao và hải đảo có từ 2.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu. Đối với xã thị trấn miền núi vùng cao và hải đảo có từ 1.000 dân đến 2.000 dân, giảm 5 đại biểu. Xã thị trấn miền núi vùng cao và hải đảo có trên 2.000 dân đến dưới 3.000 dân được bầu 19 đại biểu, giảm 6 đại biểu. Xã thị trấn miền núi vùng cao và hải đảo có từ 3.000 dân đến 4.000 dân được bầu 21 đại biểu, có trên 4.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu, giảm 5 đại biểu.
xã thị trấn không thuộc trường hợp nêu trên có từ 5.000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu, có trên 5.000 dân thì cứ thêm 2.500 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Phường có từ 10.000 dân trở xuống được bầu 21 đại biểu, giảm 4 đại biểu. Phường có trên 10.000 dân thì cứ thêm 5.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu, giảm 5 đại biểu. Về cơ cấu thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã, luật tổ chức chính quyền địa phương quy định thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và có thêm các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Quý vị và các bạn thân mến, mục giới thiệu những nội dung cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của chúng tôi hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.